Bạn có thường gặp phải những triệu chứng sau đây không? Đầy hơi, chướng bụng sau khi ăn, bị ở hơi, ở chua, ở nóng gây khó chịu, cảm giác ngạt ở cổ, khó nuốt, tức ngực, nóng rát thượng vị, miệng khô, có mùi hôi khiến bạn mất tự tin trong giao tiếp. Nếu bạn đang có những triệu chứng này thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc bệnh trào ngược dạ dày. Bạn cần phải chữa trị sớm vì để lâu ngày có thể gây biến chứng thành ung thư thực quản, ung thư dạ dày rất nguy hiểm. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một bài thuốc rất hay trị trào ngược dạ dày bằng thảo dược linh tính, không gây tác dụng phụ. Đó là Tỳ Bách Thảo. Đây là bài thuốc có công thức gia truyền qua nhiều thế hệ với 100% thành phần từ thảo dược Đông Y, phối hợp 21 vị thuốc quý như sa sâm, bạch truật, phục linh, sơn tra, hoàng kỳ, trần bì, sa nhân, hào phát, thảo đậu khấu, thảo quả, có công dụng hỗ trợ kiện tỳ hòa vị và tăng cường chức năng đường tiêu hóa, hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày, viêm dạ dày với các biểu hiện ở hơi, ở nóng, ở chua, khô miệng, hôi miệng, đầy hơi, tức ngực, nóng rát thượng vị. Đặc trị cho một người bị trào ngược dạ dày lâu năm và các triệu chứng liên quan. 2. Người bị hở van dạ dày. 3. Người bị hôi miệng do làm việc căng thẳng, áp lực. 4. Những người ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ có nguy cơ bị trào ngược dạ dày. 5. Và những người có chức năng tiêu hóa kém, ăn uống không tiêu hay bị đầy bụng, chướng bụng. Thuốc này dùng cho cả người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. 21 vị thuốc được điều chế thành cao dược liệu rồi đóng thành dạng viên năng cứng rất dễ uống mà vẫn giữ nguyên công hiệu trị bệnh, rất tiện cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian cũng như không có kinh nghiệm để sắc thuốc uống theo truyền thống. Thuốc này đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận nên các bạn yên tâm về chất lượng và hiệu quả. Nếu bạn cũng đang mắc những triệu chứng trào ngược dạ dày như ở chua, ở nóng, đầy hơi, chướng bụng, nóng rát thượng vị, khô miệng, hôi miệng thì hãy để lại số điện thoại và tình trạng ở bên dưới. Đội ngũ sẽ liên hệ tư vấn liệu trình phù hợp với cơ địa của bạn để trị dứt điểm. Tôi để thông tin tư vấn và đặt thuốc ở dưới phần mô tả. Hãy chú ý đến những dấu hiệu nhỏ nhất của cơ thể để chữa trị sớm bạn nhé.